Sau hơn 2 năm bị tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, kinh tế xã hội Việt Nam đã bước đầu thích nghi và dần hồi phục. Các hoạt động về nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng sôi động và có nhiều kết quả tích cực, góp phần vào hồi phục và tăng trưởng về mọi mặt của đất nước. Từ các đề cử của những thành viên câu lạc bộ nhà báo khoa học và công nghệ Việt Nam, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tiến hành chấm điểm, bình chọn một cách công khai dân chủ. Các lĩnh vực được bình chọn gồm cơ chế chính sách, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, nghiên cứu ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học. Đặc biệt, công trình làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 trong việc kháng virus có hại trên cây đu đủ và thuốc lá của nhóm nghiên cứu công nghệ tế bào thực vật tại Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam được đánh giá cao. Nghiên cứu này đã công bố trên tạp chí Scientific Reports thuộc nhà xuất bản Nature vào tháng 8 năm 2022. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục phát triển công nghệ này trong nâng cao tính chống chịu với bệnh do nấm phấn trắng trên đậu tương, dưa chuột, tăng cường tính chịu mặn hay thiếu hụt dinh dưỡng của cây lúa, nâng cao giá trị dinh dưỡng của quả cà chua. Đây là năm thứ 17, hoạt động này được Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức với sự tham gia của hơn 40 phóng viên chuyên theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ thuộc các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.